1 triệu một đôi, 1 triệu một đôi, cặp tép chuẩn chống cháy 100%, 500 xịn cao cấp, khung gỗ đời mới cực đẹp, loại này có 2 cấp độ, siêu tép, tép. Anh em muốn mua lo chuẩn xịn thì liên hệ với kênh Club Bắc Cạn. Loại này khung gỗ đời mới cực đẹp nha, nét gấp 3 lần tép bình thường, lo tép chuẩn chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Anh em về test thử ok thì thanh toán. Dây dài 1 mét rồi về đấu đi loa, đi âm ly, đi cục đẩy. Loại này dùng các loại âm ly, cục đẩy từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò. Loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm, bắt 20 đến 50 đều ok. Anh em nhiều tiền có thể mua 2 đôi, một đôi hoặc một cái tùy theo tài chính. Đây là loa tép chống cháy 100%, karaoke hát phá thoải mái các bạn nhé. Vì đây là tép chuẩn chống cháy 100%. Đây là củ từ 9 này, côn 3,5, khung gỗ cực đẹp, phễu 12 x 12, chiều cao tổng là 16 phân. Dây đầy đủ hết nha. Anh em muốn bộ dàn mà hay và nét thì đỉnh cao, chất âm trong vắt, sáng sủa và nét thì liên hệ với Lưu Bắc Cạn. Chúng tôi chuyên sản xuất những cặp tép chuẩn chống cháy 100%, ship hàng toàn quốc, uy tín số 1 Việt Nam. Nhiều anh em mua phải loa tép lừa, loa tép hàng rẻ, hàng mã mà bị cháy, bị xịt, bị lừa rất nhiều rồi. Thì giờ muốn mua loa chuẩn xịn thì liên hệ với Lưu Bắc Cạn nha. Hôm nay mình tập trung giới thiệu cho anh em cặp tép 1 triệu. À, cặp này mình test chất âm rất nhiều rồi. Hôm nay mình làm một cái video quay cận cảnh cho anh em xem này. 1 triệu một cặp, cực đỉnh luôn, chống cháy 100% nha. Ok.